Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử. Tổng thống Pháp Macron giành 57% phiếu bầu và bỏ xa đối thủ là ứng viên cực hữu Le Pen theo kết quả kiểm phiếu sau bầu cử. Kết quả kiểm phiếu 95% phiếu bầu ngày 24 tháng 4 cho thấy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai với 57% số phiếu so với 43% phiếu cho đối thủ cực hữu Marine Le Pen. Cách biệt này nhỏ hơn kết quả giữa hai ứng viên trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 năm 2017. Khi đó, ông Macron giành hơn 66% phiếu bầu. Chiến thắng giúp ông Macron trở thành Tổng thống Pháp đầu tiên đảm nhận nhiệm kỳ thứ hai sau 20 năm. Như vậy, ông Macron sẽ có thêm 5 năm để thúc đẩy những cải cách như tăng độ tuổi hưởng lương hưu từ 62 lên 65 và cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp nhằm hạ tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong 14 năm qua. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.